Trước sự bùng phát của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư, mấy ngày nay thì người dân Nghệ An nói chung và người dân Hoàng Mai nói riêng đang căng mình chống dịch. Vâng, dù vất vả khó khăn nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó thì là tinh thần tương thân tương ái, đồng lòng đồng sức chống lại dịch bệnh của người dân Hoàng Mai đang được dấy lên mạnh mẽ. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nhà ăn Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hoàng Mai. Mấy hôm nay không chỉ có hình ảnh của những người lính áo xanh, mà còn có cả những tình nguyện viên đến làm việc. Không khí nhộn nhịp, khẩn trương vào cuối mỗi buổi trưa, chiều. Những giọt mồ hôi trên trán tình nguyện viên Hà Thị Trang như tan biến khi cả trăm hộp cơm, canh đã xong để đưa vào điểm cách ly phục vụ các công dân tại đây. Mong muốn của em là nếu mà giúp mọi người đi làm, mà mình đi làm để mong muốn chung tay với mọi người để chúng ta cũng đẩy lùi dịch bệnh. Đó cũng là tâm trạng và công việc của các bạn đoàn viên tình nguyện đang cùng chung tay với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hoàng Mai những ngày này. Dù còn vụng về trong cách chia đồ ăn, gói ghém, nhưng mỗi hộp cơm là cả tấm lòng, tâm huyết của các bạn đoàn viên tình nguyện. Được tin là trên địa bàn là có một ca dương tính về dịch COVID-19 nên là em đăng ký tham gia tình nguyện tiếp sức cho những người ở khu cách ly. Với mong muốn thì em thì là một sinh viên tình nguyện của trường đại học Vinh, nên là với mong muốn là cùng về cống hiến cho quê nhà, là mong đất mong quê nhà cũng như là đất được nhanh chóng đánh bay khỏi dịch COVID. Đến thời điểm này, thị xã Hoàng Mai đã có gần 100 công dân thuộc diện F1 của ca bệnh Quỳnh Lập đang được cách ly tập trung. Cùng với lực lượng làm nhiệm vụ, mỗi ngày phải có gần 400 suất ăn cần chuẩn bị. Để đảm bảo cho bữa ăn vừa được đúng giờ, đủ chất, an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa đảm bảo phòng chống dịch là điều không đơn giản. Trong khó khăn, tình dân tộc, nghĩa đồng bào lại một lần nữa được phát huy. Sau khi triển khai thì được sự nhận được sự ủng hộ rất là nhiệt tình của bà con về doanh nghiệp trên địa bàn thị xã. Hiện nay thì cũng đã được hơn 100 triệu tiền mặt, và còn các cái nhu yếu phẩm như là khẩu trang này, rồi rau này, rồi gạo, mì tôm, rồi các cái bữa ăn cho công dân cách ly thì được người dân hỗ trợ rất là nhiệt tình. Ngoài cái việc hỗ trợ các cái nhu yếu phẩm lương thực thực phẩm đó thì chúng tôi huy động đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể để tham gia phục vụ các cái khu cách ly. Còn riêng Quỳnh Lập ấy thì hiện nay thì có 7.900 nhân khẩu cách ly ở dưới đó. Cái nhu cầu rất là lớn về lương thực thực phẩm thì chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi người dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục ủng hộ các cơ quan đoàn thể để tiếp tục ủng hộ cho người dân cách ly cũng như là bà con nhân dân ở Quỳnh Lập ở cái vùng thực hiện cái phong tỏa đó. Sau khi Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hoàng Mai nhận được cái ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid của thị xã, thì Đảng ủy, Ban Chỉ huy đã hội ý thực hiện cái nhiệm vụ đó là bảo đảm cái bữa ăn cho công dân đang cách ly tại khu cách ly tập trung của thị xã. Và trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ huy Quân sự đã chủ động phối hợp với các tổ chức, trong đó Mặt trận, Đoàn Thanh niên, Phụ nữ là những lực lượng mà tham gia phục vụ công tác hậu cần để đảm bảo bữa ăn tại khu cách ly cho những công dân đang tập trung tại trong khu cách ly. Ngoài ra thì chúng tôi khảo sát các cái khu nhà trường, trường cấp 3, trường cấp 2, trường tiểu học bán trú sẵn sàng để chuyển thành khu cách ly và bảo đảm được tất cả các nội dung khảo sát khu cách ly. Riêng đối với các khách sạn thì bảo đảm nếu cái số ca F1 rồi là F2 mà chuyển thành F1 thì bảo đảm cái cách ly để phòng chống Covid. Với diễn biến phức tạp như hiện nay, cuộc chiến phòng chống Covid chắc chắn còn cam go và kéo dài. Hơn lúc nào hết, sự chung sức, đồng lòng cả về vật chất và tinh thần của các cấp ngành, tổ chức và mỗi người dân sẽ là niềm tin, là động lực để Hoàng Mai nói riêng và Việt Nam nói chung sớm vượt qua đại dịch.